Rồi, chào các bạn ha. Hôm nay anh em mình đang đi tìm tổ chim mà mắc mưa các bạn ơi. Mưa ướt tìm hết rồi. Mà lỡ đi rồi đi luôn đấy. Bây giờ anh em mình đang vào cái đám này nghi có tổ chim cu này. Mấy cây này là chim cu ưa làm lắm các bạn này. Đó, ngay mấy cây vườn ươm rồi này. Cái gì? Tổ không? Đâu? Ừ, có cặp nhang con ở nhang bố nhang mẹ các bạn này. Vậy là tổ làm nên mấy cây này á. Tìm tìm coi tổ nó đâu ta. Nó làm mấy cái tổ làm chút xíu à. Nó làm mấy cây này thôi. Làm trên mấy cây này thôi, không đi đâu hết đấy. Ê, có tổ kìa thằng béo. Đấy, tổ kìa các bạn ơi. Tổ đẹp. Ấy rồi, mới nghe tiếng mình bịp mẹ kêu rồi thấy không? Nghe không? Tổ đó các bạn kìa. Đấy, tổ đẹp chưa? Giờ mình sẽ trèo lên mình quay cho các bạn xem nha. Coi nó có cái gì nha các bạn nha. Này, cầm này. Ướt lụt hết rồi các bạn ơi, không có trèo được hay không. Đó, bây giờ mình sẽ trèo lên mình quay cho các bạn xem cái tổ này có gì không nha. Ôi trời, cây khó trèo lắm các bạn ơi. Đây, để mình quay cho các bạn coi này. Đây, cái tổ ở đây các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái gì không? Một tổ bìm bịp đúng là quái lạ luôn các bạn ơi. 4 trứng và 2 con. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó đang nở con này. Đây này, nó đang hạ mồm này. Quay sát cho các bạn xem này. Đó, 4 trứng và 2 con luôn nha các bạn nha. Chứ không phải là thường thường tổ mình bị làm có 4 trứng thôi các bạn ạ. Các bạn thấy ghê không? Mà không biết là cái ổ này là một con mẹ đẻ hay là 2 con mẹ mình không hiểu nữa, mà sao nó đẻ nhiều trứng dữ không biết. 6 trứng luôn các bạn. Này, cái tổ làm này. Đẹp ghê hồn luôn các bạn ơi. Tổ làm đẹp thiệt chứ. Đó, bây giờ mình sẽ rình xem để coi cái con mẹ nó về không. Nó là 1 con hay 2 con đây. Đó, bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem. À, cái cây này khó chua quá, khó trèo quá các bạn ơi. Lên đây không có chỗ để ngồi. Giờ mình sẽ xuống cái đó nha các bạn nha. Tí nữa là không không. Lấy bấm nha tiếp rồi mà không quay.
đây trên 5 mét không? Rồi các bạn, mình vừa mới lại thì con mẹ nó đã bay đi rồi các bạn ơi. Bên kia có người các bạn, cho nên mình không dám nói to, sợ người ta nghe được, người ta bắt nó tội. Đó, bây giờ mình trèo lên xem
mình lấy cái máy xuống cho các bạn này. Là cái con mẹ nó đã về rồi, nó đang ốc tại vì trời sắp mưa các bạn. Giờ mình sẽ lên lấy máy xuống nha các bạn. Coi còn quay được không? Bỏ cái danh luôn à?